chào tất cả các bạn đang theo dõi cái kênh YouTube của Trung tâm Tiết niệu Thận học Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi là bác sĩ Đạt. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chút thông tin về cái vấn đề tiểu bút. Thì chắc có hẳn các bạn trong đời các bạn ai bất cứ ai cũng đều gặp cái tình huống đi tiểu bút, cảm giác đi tiểu nóng rát một lần trong đời. Thì khi mà các bạn gặp cái tình huống này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chút thông tin để giúp các bạn biết là khi nào là tình huống nguy hiểm, khi nào cần đi khám hoặc là khi nào các bạn chưa cần phải đi khám. Thì khi mà các bạn gặp cái tình huống đi tiểu buốt rát đó thì các bạn phải theo dõi thêm những dấu hiệu khác. Các bạn phải nhận biết, nhận định thêm những cái triệu chứng khác. Ví dụ như lúc đó khi các bạn đi tiểu buốt thì cái màu nước tiểu như thế nào ha? Có kèm theo những cái triệu chứng bất thường như đi tiểu khác hay không ha? Ví dụ như nước tiểu có máu nè, hay là nước tiểu có nước tiểu đục, hay là nước tiểu thấy có mủ ha? Hoặc là rồi chúng ta xem cái tần suất đi tiểu nó có gì bất thường hay không. Ví dụ như là các bạn cảm thấy trong ngày các bạn đi tiểu nhiều lần hơn ha? Hoặc là các bạn đi tiểu thấy mất tiểu rất là nhiều lần, cảm giác đi tiểu xong lại còn muốn cảm giác mất tiểu nữa đó. Hoặc là cảm giác đi tiểu không hết, hoặc là kèm theo những cái triệu chứng ví dụ như là đi tiểu xong kèm có đau tức cái bụng dưới. Thì các bạn hãy theo dõi thêm tất cả những triệu chứng đó, để khi mà nếu mà tất cả những triệu chứng đó mà có dấu hiệu mà kéo dài đó, nó lặp đi lặp lại nhiều lần đó ha, có thể trong ngày các bạn nó vẫn không đỡ, một hai ngày mà vẫn thấy không đỡ, thì khi đó các bạn cần phải đi khám ngay ha. Đó. Còn nếu mà triệu chứng đi tiểu buốt đó nó chỉ kéo dài trong vòng khoảng 1-2 lần đi tiểu thôi, hoặc là trong vòng một ngày sau đó ngày hôm sau bạn thấy bình thường không còn triệu chứng gì nữa, thì các bạn cũng có thể yên tâm theo dõi thêm, chứ đó thật sự lúc đó cũng không cần phải đi khám. Thì tiểu buốt thường nhất, cái nguyên nhân mà thường gặp nhất đó là cái viêm nhiễm, những cái viêm nhiễm của đường tiết niệu. Cái nhiễm trùng trong đường tiết niệu, nhiễm khuẩn, nhiễm trùng hay nhiễm khuẩn của đường tiết niệu đó. Thì khi mà những cái viêm nhiễm đường tiết niệu mà được chẩn đoán đó thì việc xử lý nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi, không có gì phải nghiêm trọng cả. Có thể chỉ việc dùng uống kháng sinh thêm vài ngày thôi là nó đỡ ha. Nhưng mà cần phải lưu ý thêm, tại vì nếu viêm nhiễm của đường tiết niệu mà phải có kèm theo những cái bệnh lý gì khác hay không. Ví dụ như là khi các bạn gặp người bác sĩ chuyên khoa tiết niệu, họ làm những xét nghiệm cơ bản để tìm được cái xác định chẩn đoán là viêm đường tiết niệu rồi đó, thì cần phải xác định thêm là trong hệ đường tiết niệu có bất thường gì khác hay không. Ví dụ như có nhiều trường hợp tiểu buốt nhưng mà có kèm theo sỏi của bàng quang hay sỏi của niệu đạo, hoặc là sỏi của đoạn cuối niệu quản. Những trường hợp tình huống sỏi như thế, có sỏi trong đường tiết niệu cũng gây ra triệu chứng đi tiểu buốt ha. Hoặc là có những cái bất thường khác của đường tiết niệu, ví dụ như là bệnh phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới trung niên hoặc những đàn ông lớn tuổi thường là có hay có phì đại tuyến tiền liệt, hoặc là những trường hợp có bú bẩm đái đó, bú của bàng quang đi kèm cũng có thể gây ra triệu chứng tiểu buốt, thậm chí có tiểu ra máu nữa đó. Đó là những cái bệnh lý nghiêm trọng, những bệnh lý mà cần phải giải quyết bằng những cái can thiệp, nhiều khi bác sĩ phải can thiệp thủ thuật hoặc là phẫu thuật những trường hợp đó thì mới giải quyết được cái triệu chứng tiểu buốt nó hết luôn được. Chứ nếu không, là chúng ta không giải quyết những cái bệnh lý kèm theo của đường tiết niệu như thế thì triệu chứng tiểu buốt sẽ không bao giờ mà chúng ta giải quyết được. Một cái tình huống mà chúng tôi ở cái phòng khám tiết niệu của chúng tôi rất hay gặp đó là những cái nam thanh niên trẻ tuổi tiểu buốt nhưng mà có kèm theo cái triệu chứng đi chảy mủ ở lỗ tiểu ha. Đó là một cái triệu chứng của cái bệnh rồi là ta gọi là bệnh lậu, hay là những cái bệnh lý mà lây truyền qua đường tình dục. Thì đối với những cái anh bạn trẻ ha, đang trong độ tuổi hoạt động tình dục đó,
mà không có sử dụng các những cái biện pháp an toàn đó thì rất hay bị mắc những cái bệnh lậu, hay là những cái bệnh mà gọi là lây truyền qua đường tình dục, gây ra những cái gây ra tình huống viêm đường tiết niệu, hay đặc biệt có triệu chứng dấu hiệu mà đầu tiên nhất là cái tiểu buốt và chảy mủ ở lỗ tiểu đó. Thì rất là nhiều anh là rất là ngại đi khám khi trong những tình huống này, có khi để cả tuần lễ, hai tuần lễ đi tiểu buốt vậy hoài, thậm chí có người lễ mà cả tháng trời luôn triệu chứng vẫn còn triệu chứng tiểu buốt, sau đó mới khó chịu quá mới phải đi khám. Thì khi mà chúng tôi đi khám rồi làm những xét nghiệm nước tiểu hoặc là cấy lấy cái dịch mủ đi xét nghiệm đó, thì ra cái con chủng vi khuẩn lậu mà nó rất là nguy hiểm, là nó kháng rất là nhiều loại kháng sinh. Có thể là do các anh đó là trong lúc mà bị đi tiểu buốt hết tự ý đi ra tiệm thuốc tây rồi tự ý mua thuốc á, cho nên nó làm cho cái chủng vi khuẩn nó đề kháng thuốc cao như vậy, rất là gây khó khăn cho chúng tôi trong quá trình điều trị. Vì vậy cho nên khi mà các bạn mà có tiểu buốt mà kèm theo có chảy mủ ở lỗ tiểu thì tôi khuyên các bạn là nên đi khám sớm để mà chúng tôi dùng những cái kháng sinh phù hợp, những thích hợp để mà chúng tôi xử lý, để tránh cái tình huống là chúng ta tạo ra cái chủng vi khuẩn lậu kháng thuốc thì rất là khó điều trị sau này. Và chúng tôi là khi mà các bạn gặp những xui rủi sao mà trúng những con vi khuẩn đó thì việc điều trị rất là khó khăn, như là chúng ta khó rất là khó để mà làm cho hết tiểu buốt được. Để mà cái phòng ngừa cái triệu chứng tiểu buốt hay là những cái bệnh về viêm nhiễm đường tiết niệu nói chung thì lời khuyên của bác sĩ dành cho các bạn là chúng ta hãy duy trì lượng nước đủ mỗi ngày. Thì trung bình của một người lớn đó, thì cần phải uống đủ tầm khoảng 1,5 lít đến 2 lít nước mỗi ngày. Đó là lượng nước cần duy trì tối thiểu của người lớn. Thì ngoài cái vấn đề uống đủ nước đó, thì các bạn cần phải duy trì cái thói quen khi mắc tiểu là phải chúng ta phải chịu tranh thủ ta đi tiểu ngay, tránh trường hợp nhịn tiểu quá lâu cũng sẽ gây ra cái bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu. Rồi ngoài ra trong quá trình sinh hoạt, hoạt động sinh hoạt tình dục đó, thì đối với những ai mà có nguy cơ hoặc là đang bị viêm nhiễm đường tiết niệu hoặc là viêm nhiễm phụ khoa đó, thì chúng ta nên hạn chế tránh quan hệ tình dục, nhất là quan hệ tình dục không an toàn trong những lúc mà đang bị viêm nhiễm như thế này. Tại vì khi mà đang bị viêm nhiễm như thế này mà có sinh hoạt tình dục đó, thì sẽ làm cho tình trạng viêm nhiễm sẽ lâu hết, có thể sẽ nặng lên, hoặc là chúng ta vô tình chúng ta lây cho người bạn tình đó. Cho nên lời khuyên á, để mà chắc ăn và đảm bảo tránh bị lây cho người bạn tình á, thì nên dùng các biện pháp an toàn, ví dụ như ta dùng bao cao su chẳng hạn thì sẽ rất là một cái cách tốt để mà phòng ngừa những cái bệnh giống như ví dụ như bệnh lậu. Đó là tất cả những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về khi mà các bạn gặp cái tình huống tiểu buốt. Thì lời khuyên cuối cùng tôi dành cho các bạn là nếu tình huống tiểu buốt kéo dài thì nên đến những cái phòng khám hay bệnh viện có chuyên khoa tiết niệu, có những bác sĩ chuyên gia về tiết niệu để thăm khám và xử lý cho các bạn, tránh tình huống tiểu buốt tái lại nhiều lần sẽ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các bạn về sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.